Hôm nay mình ra ruộng các bạn, trả lại cái đê hồi lúc trước hồi đặt khô các bạn, lúc chưa xạ vô ba các bạn. Thì mình quay có múc cái xe cuốc, nó múc lên đắp đê lên làm cái bờ bao để xạ vô ba bên đây nè các bạn. Bên đây thì không có xạ nha. Thì hôm nay thì anh xe cuốc này anh sẽ ban bò dưới ruộng, anh ban các bạn, ban lại trả đất lại cho người ta đất mướn các bạn. Bên khu vực xạ vô ba này hùng nhau để mướn. Qua giờ phả được khoảng 300 mét rồi các bạn. Coi bờ chắc có chuột có rắn đi quá. Nó chuột kìa kìa kìa. Đó, chạy kìa. Mình không có bắt được. Hết vụ các bạn, hết vụ thì trả đất lại, đắp lại, ban lại cho người ta. Mây bơm chuẩn bị xả hết.
dài tới 1000 mét các bạn, từ trong vườn ra đầu ngàn các bạn.